xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Thời điểm hiện tại bây giờ đang là 5 giờ kém chiều. Mình cũng vừa kết thúc 8 tiếng làm ca ngày xong. Và ngày hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của mình trong tuần nhé. Hiện tại thì mình đang trên đường đi bộ ra ngoài nhà ga để bắt tàu lên Tokyo nhé. Phía bên đây có ba ông bà cụ là đang ngồi tán gẫu buổi chiều là đi tập thể dục, dắt chó đi dạo nhé. Thì cách đây khoảng vài hôm trước ấy, mình cũng dẫn mọi người đi chợ ngày cuối tuần. Và mình cũng có chia sẻ là tuần này thì Hương sẽ lên trên Tokyo lên chỗ mình chơi. Thì là Hương ngày hôm nay được nghỉ ấy, thì Hương cũng bắt tàu lên chỗ mình rồi. Mình thì cầm một chìa khóa, Hương cầm một chìa khóa ấy, nên là Hương cũng lên trước nhá. Bây giờ mình cũng đang trên đường đi về đây. Và mọi người có biết cây cỏ phía đằng trước mình đang quay đây là cây cỏ gì không? Nhìn khá giống cây cỏ lau nhá. Nhìn nó tỏa ra khá là đẹp đấy. Đây là cái quang cảnh chiều tối một vùng quê tại tỉnh Ibaraki đây. Cái khu mình đang quay đây thì cũng toàn những nhà giàu thôi. Toàn những nhà 2 tầng, những cái nhà đẹp nhá. Quang cảnh chiều tối rất là bình yên và tĩnh lặng. Thì cái quy định công ty mình ấy là dù cả người Nhật hay là người Việt ấy thì đều giống nhau, hàng ngày thì sẽ đều phải bắt tàu, bắt những cái phương tiện công cộng để đi đến công ty đi làm nhá, chứ không được phép đi phương tiện cá nhân. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt ấy thì được phép sử dụng xe máy rồi ô tô đến công ty nhá. Bởi vì là cũng có khá nhiều anh chị cô chú xem video của mình ấy, mọi người hỏi là tại sao không thuê ký túc xá gần mà ở. Thì thực ra ấy, là ký túc xá mình đang ở trên Tokyo thì hiện tại ấy, là do công ty mình thuê cho. Và hàng tháng ấy là công ty người ta trả tiền nhà 100% nhá. Nếu mình tự thuê ra ngoài ở ấy, thì tiền nhà hàng tháng mình phải tự trả. Nhưng mà mình treo nhà ở của công ty ấy thì mình được miễn phí nhá. Một tháng tiền nhà của mình là hết 4 man ấy, là công ty người ta trả hết cho. Là tội gì mà không ở đúng không? Sinh sống ở trên Tokyo ấy, nhưng mà làm việc thì lại làm việc ở dưới tỉnh Ibaraki. Nên là hàng ngày thì tính cả đi cả về của mình ấy, vừa bắt tàu vừa đi bộ từ vào nhà ga và công ty ấy, rồi đi về nhà ấy, là mình mất khoảng 2 tiếng nhá. Thời gian đầu mình mới chuyển lên Tokyo ấy thì mất khoảng độ vài tháng là mình vẫn chưa quen. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình cũng chuyển lên Tokyo được khoảng độ 1 năm nay rồi. Và hiện tại thì mình đã quen với cuộc sống là hàng ngày đi làm bằng tàu điện nhá. Và phía đằng trước mình đang quay cho mọi người xem, đây là một cái nhà ga rất quen thuộc nhá. Nhà ga tên là Midorino. Thì cái nhà ga này cách công ty mình đi bộ khoảng độ 15 phút nhá. Tầm chiều tối này thì taxi rồi xe buýt người ta đậu ở đằng trước nhà ga đây, đón khách rất là nhiều luôn. Cứ ai đi tàu về mà muốn đi taxi hoặc là đi xe buýt ấy là có luôn nhá. Vừa đi vừa mải quay video ấy, nên là mình đi bộ vào đến nhà ga ấy là tàu cũng vừa chạy xong. Mình sẽ phải vào trong nhà ga mình đợi tầm cỡ khoảng độ 10 phút nữa thì bắt đầu có tàu, thì mình sẽ bắt tàu về Tokyo nhá. Hiện tại bây giờ đang là 17 giờ 10 phút và chuyến tiếp theo là chuyến 17 giờ 20 phút nhá. Lên phía bên trên nhà ga thì hiện tại thì mọi người vẫn đang đứng đợi tàu đây. Từ nhà ga này để đi được về chỗ ký túc của mình ở trên Tokyo ấy thì mình sẽ đi tổng cộng là 2 chuyến tàu và mất hơn 30 phút nhá. Thì mình sẽ về được tới nhà ga gần chỗ mình đang ở. Sau đó mình sẽ đi xe về nhà nhá. Hiện tại bây giờ đang là 17 giờ 19 phút ấy và chuyến tàu đưa mình về Tokyo cũng tới rồi đây. Tàu hôm nay là tàu ngày cuối tuần đấy nên là tầm là 5 giờ chiều về. Là tàu cũng rất là vắng nhá. Lên trên tàu là có chỗ ngồi luôn. Chỗ trống rất là nhiều. Và đây chính là khung cảnh chiều tối của vùng quê Nhật Bản. Nhìn từ phía trên tàu nhìn ra đây. Tình hình kết thúc một chuyến tàu rồi. Mình sẽ bắt một chuyến tàu nữa để về ga gần nhà mình nhé. Và trông là cái cuộc sống và hàng ngày đi làm bằng tàu điện thì nó sẽ diễn ra như thế này. Từ dưới quê lên trên phố cái ấy, là nhìn cái khung cảnh khác liền nhé. Lên trên phố cái là toàn nhà cao tầng luôn. Và sau tổng cộng là 33 phút di chuyển đấy thì mình đã về được tới nhà ga Rokucho nhá. Tầm này thì hầu như đa số mọi người đi học đi làm ấy là đều bắt tàu để về nhà đây.
sau tổng cộng là 4 cái cầu thang máy ấy, thì mình cũng lên tới mặt đường rồi. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ kém nhá. 6 giờ kém và trời cũng tối om rồi. Bên Nhật Bản thời điểm hiện tại thì trời chuyển sang thu. Lấy là tầm sáng sớm ấy, mới cả tầm tối này cũng khá là lạnh. Nên là bắt đầu đi làm thời điểm hiện tại là mình bắt đầu phải khoác thêm những cái áo bên ngoài để cho đỡ lạnh rồi. Hồi trước đi làm ấy là mình sẽ đi xe máy mình để nhà ga. Nhưng mà đợt thời gian gần đây thì mình toàn đi xe đạp của Hương đi làm nhá. Đi xe đạp thì phí 100 yên trên một ngày thôi, rẻ hơn xe máy khoảng một nửa nhá. Xe máy thì mình để một ngày là mất khoảng độ 200 yên. Căn bản là đi từ nhà ra tới nhà ga thì khoảng tầm một cây số thôi. Đi bằng xe máy, xe đạp đều ok nhá. Một tháng tổng cộng là 20 công đi làm. Nếu mà mình đi làm bằng xe máy ấy, thì hết khoảng độ 4.000 yên trên một tháng ấy, tương đương với cỡ khoảng độ 700.000. Còn nếu mà mình đi bằng xe đạp từ nhà ra đến nhà ga ấy, thì một tháng mình chỉ mất 2 sen thôi. 2 sen thì tương đương với cỡ khoảng độ là 300.000, là hơn 300.000 nhá, rẻ hơn được khoảng một nửa. Buổi tối lên là nhìn hơi mờ một chút nhá. Tính ra là cái bãi đậu xe mình đang quay cho mọi người xem đây, chắc cỡ phải nghìn chiếc xe đạp. Xe máy thì khoảng độ vài chục chiếc. Ở trên Tokyo đây thì người dân người ta sử dụng xe đạp nhiều hơn nhá. Bởi vì hàng ngày người ta sẽ đạp xe đi ra nhà ga để bắt tàu đi làm rồi đi học. Bởi vì phương tiện chính của người dân trên Tokyo ấy là bằng phương tiện công cộng nhá, bằng xe buýt, tàu điện. 6 giờ tối thôi, về thôi. Tầm này ra ngoài đường thì rất nhiều xe cộ nhá. Người dân người ta đi làm rồi người ta đi học về đây. Tầm 4 rưỡi là bắt đầu mình tan ca làm. Mình đi long rong, mình đi quay video, đi bộ ra nhà ga bắt tàu về. Thời điểm hiện tại về nhà là khoảng độ 6 giờ 10 nhá. Hương thì hôm nay đi làm về cái là chiều bắt tàu lên chỗ mình luôn nhá. Tình hình là mình đi làm về, Hương đang trong quá trình nấu ăn nhá. Trước gà luộc bỏ vào tủ lạnh cho nó đanh lại. Sau đó mình sẽ luộc con gà lên. Luộc con gà lấy ức để làm lộn, còn gà luộc để chấm mắm nhá. Gà này mua là con gà dai, hôm vừa rồi mình mua ở cửa hàng Trung Quốc đây. Gà mua tính ra có 500 yên, hơn 500 yên thôi. Có còn độ hơn 80.000 trên con gà này nhá. Gà này là kiểu người ta cho đẻ xong ấy, bắt đầu hết đát, bắt đầu người ta mang bán giá rẻ nhá. Đây là cho thêm ít xả vào nhá, ít xả vào cho nó thơm này. Hương hiện tại đang cắt ít bắp cải đây, bắp cải với cả hành tây để lộn mấy á. Gà nhá, tức gà mình luộc xong ấy mình cho xé sợi. Món gà lại luộc chín ấy mình để ổ trong nồi đây. Bây giờ nó cũng đang nguội bớt rồi, mình sẽ vớt ra mình bắt đầu nấu ăn nhá. Gà luộc cắt chấm muối, còn này cái ức mình lọc ra mình xé sợi. Ở bên Nhật ấy, về cái phần dao chặt gà chặt vịt ấy là không chặt được nhá, bởi vì chặt là nó sẽ làm ồn với hàng xóm, bởi vì là nhà bên Nhật người ta làm không cách âm nhá. Nhà làm bằng gỗ không cách âm nên là chặt là hàng xóm sẽ ồn nhá. Ồn là vớ vẩn là người ta bắt cảnh sát đấy. Nên là bên đây mình mua cái kéo đây, mua cái kìm gọi là cái kìm cắt gà vịt nhá. Cái kìm cắt này ở bên Việt Nam thì hiện tại mình cũng có đang bán nhá, dao chặt, dao băm, dao thái của Nhật. Nói chung là hàng giá trung bình thôi, không phải hàng đắt tiền nhá. Nên là ai muốn mua mọi người có thể nhắn tin và phúc cho mình nhá. À, cắt rất là dễ nhá. Gà vịt ngan là cắt được hết. Gà là gà mình cắt bằng cái kìm nhá, bằng cái kéo cắt gà đây nha, mà thực ra là nhìn là giống y gà băm luôn. Hương bắt đầu đang trộn gỏi đây, còn là trộn lộn nhá. Cà rốt, rau răm, bắp cải với gà, kèm thêm nước gia vị vào. Chân gà luộc ok rồi, gà luộc ok hết rồi nhá. Cắt xong hết rồi, bây giờ món nộm của Hương đây. Hương lên đây là mình hay làm món nộm này ăn kèm với bánh phồng tôm nhá. Món nộm đây thì mình sẽ rắc kèm thêm hạt lạc ấy nhá. Lộn kẹp lạc nó mới hợp vị nhá. Nấu ăn bữa cơm tối thôi mà mình cảm giác như kiểu đang làm cỗ nhá. Nói chung là bữa ăn ngày cuối tuần đây. Hương hiện tại đang pha thêm ít nước chấm nhá. Nước chấm này nước chấm bột ớt mình gửi từ Việt Nam sang đây. Đi làm về 8 giờ xong nấu cơm bữa tối ấy, thì bữa cơm tối của mình cũng xong rồi. Bữa cơm mà gồm 4 món nhá. Món lộm này, món thịt gà luộc, đây là món phồng tôm và món chân gà nhá. Tình hình là bữa cơm tối của mình cũng xong rồi. Mời tất cả mọi người ăn cơm bữa tối nhá. Tất cả mọi người. Cơm tối ngày hôm nay thì bọn chung là tưởng về
toàn món đơn giản thôi nhưng mà nấu lên nhìn rất bắt mắt nhá. Cảm giác như kiểu bữa cỗ luôn. Tháng nào Hương lên trên nhà mình ấy là Hương cũng làm món này nhá. Phòng tôm mua về bắt đầu rán lên ăn kèm. Gà là gà luộc xong là dùng cái ức để làm nhá. Ăn rất là ngon nhá, rất là hợp. Phồng tôm giòn giòn thơm thơm, pha thêm ít mùi vị của gà rồi là quẩy, rất là ngon nhé. Ở công ty thời điểm hiện tại của Hương làm ở tỉnh Chiba ấy, thì một tháng Hương sẽ làm khoảng độ 24-25 công nhé. Thì có một tuần là sẽ được nghỉ 2 ngày, xong là Hương sẽ sắp xếp một lịch nghỉ thêm 1 ngày nữa. Thế là được tổng cộng là nghỉ 3 ngày ấy, thì là Hương đi làm về ấy, là Hương xuống chỗ mình chơi luôn nhé. Mình thì một tháng ở trên đây làm ở tỉnh Ibaraki ấy, thì mình làm 20 công và nghỉ 10 công. Mình thì mình nghỉ nhiều hơn Hương nhé. Cứ thứ bảy chủ nhật hàng tuần là mình sẽ nghỉ. Còn Hương thì công ty mới thì đại khái được nghỉ nhờ công ty cũ này. Công ty cũ của Hương 5 năm ở tỉnh Nagano ấy, Hương làm nông nghiệp ấy, thì một tháng chắc được nghỉ được đôi ba buổi thôi. Và những cái mùa vụ mùa hè ấy mà làm trồng trọt nhiều ấy thì Hương nghỉ đấy, chắc một tháng được 1-2 buổi. Còn đâu đi làm hết. Nên là làm nông nghiệp vất vả nhé. Thế hiện tại thì chuyển sang làm thực phẩm. Làm thực phẩm thì chuyên hàng ngày là làm về cá tôm ngoài biển ấy, người ta nhập về. Gà là như cậu mình giới thiệu ấy, đó là con gà da nhá. Gà là gà đẻ. Xong là hết đát rồi bắt đầu người ta sẽ mổ, người ta làm sạch ấy, chuyển đến các siêu thị để bán cho người dân nhá. Người Việt mình sang rất hay ăn những con gà này, bởi vì trước hết là gà nó rẻ và thứ hai nữa là gà nó dai nhá, dai như kiểu gà ta mình là ăn rất là ngon. Còn thịt gà mua ngoài siêu thị ấy nó sẽ là thịt gà công nghiệp nhá, ăn nó sẽ bị bở, không được ngon. Và ngay cả cái chân gà mình đang luộc đấy, chân gà này cũng là chân gà công nghiệp nhá, nên là ăn nó rất là mềm. Như gà ta mình thì gặm chân gà nếu mà nuôi lâu ấy thì nó sẽ dai, nhưng mà gà này mềm đó, ăn ngon. Gà người ta đã cắt hết cái phần ống chân đi nhá, người ta chỉ để lại cái phần ngóng thôi. Ngóng này thì mình cứ mua về mình luộc trực tiếp luôn, bởi vì là chân gà cũng sạch mà. Thường thường là những cái nội tạng dù là chân gà này thì bên Nhật người Nhật ít ăn, nên thường thường là những cái đồ này thì giá cả nó sẽ rẻ hơn các loại thịt thà, rau củ quả nhé. Món chân gà này lãi là mình tính làm cái món gọi trong món trộn nhá. Thực ra là làm có cái món ăn lộn rồi, nên là làm món trộn nữa nó mất thời gian, bởi vì là phải ủ tầm 15-20 phút nửa tiếng bắt đầu nó ngấm vị mới ăn được nhé. Nên là mình để trực tiếp, mình chấm muối ở chẩm chéo đây. Chẩm chéo là Hương ở nhà là mới mua, xong là gửi sang bên Nhật nhá. Mới nhận xong bắt đầu là hôm nay bỏ ra ăn thử luôn, dùng để làm nước chấm. Thì cũng có một số anh chị thắc mắc hỏi mình ấy, mà tại sao không xuống chỗ Hương chơi. Thì mình cũng từng chia sẻ ấy, bởi vì dưới Hương là ở nhà hai người nhá. Thực ra là mỗi người một phòng ấy, nhưng mà nhà ở chung, nên là cảm giác xuống thì kiểu là cứ ăn uống ồn ào hoặc là gì đó thì nó sẽ hơi bất tiện một chút. Mà mình thì mình ở trên Tokyo đây, nhà mình ở một mình nhé. Nhà mình ở một mình nên là Hương sẽ bắt tàu lên đây. Đấy, như kiểu mình chia sẻ ấy, là Hương sẽ tích khoảng độ 3 ngày nghỉ cùng một lúc, sau bắt đầu đi làm về phát là Hương bắt tàu xuống mình luôn nhé. Mình thì 3 năm đầu đi xuất khẩu lao động, thì sinh sống làm việc ở tỉnh Yamaguchi. Kết thúc 3 năm thì mình chuyển lên tỉnh Ibaraki, sống được một năm, hơn một năm đấy nhé. Nói chuẩn ra là sống được khoảng độ 5 rưỡi, gần 2 năm. Xong bắt đầu là mình lại chuyển lên ký túc xá trên Tokyo đây, được 1 năm đây nào. Bắt đầu chuyển từ tháng 10 năm ngoái nhá. Bắt đầu mùa thu là lạnh lạnh đây. Xong đến tầm này cũng đang là mùa thu của tháng 10 rồi, cũng đang lạnh lạnh rồi nhá. Được 1 năm trên ký túc trên Tokyo rồi. Hương thì tổng cộng là 5 năm xuất khẩu lao động thì ở tỉnh Nagano, làm nông nghiệp tỉnh Nagano nhé. Kết thúc 5 năm thì tính đến thời hiện đại thì là Hương chuyển lên tỉnh Chiba, sinh sống làm việc cứ được khoảng độ 3-4 năm tháng này rồi. Món gà này nãy mình luộc được một lúc mình ủ rồi ấy, nhưng mà nó vẫn chưa mềm cho lắm nhá. Gà này phải thật mềm ăn rất ngon, bởi vì là dai, thực tế là để mà gặm được nó ấy, gặm được nó cũng dai nhá. Nếu mình xé từng miếng này thì ăn nó đỡ này, nhưng mà nếu để nguyên cả miếng gặm thì đúng gãy răng luôn. Gà luộc chấm chẩm chéo mới ớt.
việc của mình ấy thì một tháng làm 20 công là thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ đều đều nhé. Thì từ thứ hai đến thứ năm mình sẽ tăng ca khoảng độ 2 tiếng. Hồi trước chuẩn ra là một ngày mình tăng ca 3 tiếng. Nhưng thời điểm hiện tại thì công việc nó ít đi rồi nên là một ngày mình chỉ tăng ca 2 tiếng thôi. Mình thì mình thích tăng ca 2 tiếng hơn nhé. Tăng ca 2 tiếng thì nó nhanh về hơn. Chứ 3 tiếng thì mình đi làm xong là hôm nào cũng tận 9 giờ về nhà. 9 giờ sáng, 9 giờ tối về nhà nhé, làm cả ngày cả đêm. Về nhà là ăn uống ngủ nghỉ xong là cũng muộn rồi, ngủ được vài tiếng là lại dậy nấu cơm xong là tiếp tục là đi làm tiếp nhé, nên là cũng hơi vất vả một chút. Nhưng mà nếu mà làm 2 tiếng về trước được 1 tiếng ấy là cảm giác nó thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái nhé. Mọi người ở nhà nghỉ rảnh ấy, mọi người lên làm thử món này nhá. Gồm bắp cải, cà rốt, thêm ít rau răm, thêm ít thịt gà nữa, mọi người bóp trộn đều hết lên, cho ít gia vị, một canh mì chính, nước mắm rồi là nước cốt chanh nhé, cho vào trộn đều lên, làm như cả bún gỏi xong là dán phồng tôm lên ăn kèm, ăn rất là hợp vị nhé. Hương thì mỗi lần lên trên Tokyo lên chỗ mình chơi đấy thì lên được tầm cỡ khoảng độ đôi 3-4 ngày nhé. Đợt nào nghỉ căng nhất thì được tầm cỡ 4 ngày, còn đâu là 3 ngày ấy. Xong rồi đến ngày cuối tuần ở về, sang đầu tuần đi làm nhé. Và trong là 1 tháng mới tranh thủ đâu. Tại điểm hiện tại thì là 2 tỉnh gần nhau ấy thì còn gặp được nhiều. Như hồi trước thì 1 năm cách gặp được 3-4 năm lần thôi. Bởi vì là tranh thủ ấy, tranh thủ những ngày nghỉ thì mình bắt tàu xuống đi Hương. Bởi vì trước Hương vẫn ở dưới tỉnh Nagano ấy thì cách chỗ mình khá là xa nhé. Đại khái là từ dưới tỉnh Ibaraki hoặc là từ trên Tokyo xuống ấy thì mình phải đi tầm cỡ khoảng độ 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng mình mới xuống được tới nơi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì là Hương chuyển lên tỉnh Chiba rồi ấy, thì đi tàu chỉ mất khoảng độ 3 tiếng thôi. 3 tiếng thì cảm giác là ngủ một giấc xong rồi tỉnh dậy đổi 1-2 chuyến tàu ấy là cũng quá tới nơi rồi nhé. Món gà đây này mình đang phải chọn những cái miếng nào gọi là mềm nhất nhá, mềm nhất để mình xé được Hương. Chứ còn nếu mà ngồi gặm thì nó ra ngàn, đến mình gặm còn khó nhá, da mình cũng gọi là thuộc dạng chắc thế đấy. Nhưng mà gặm con gà da này cũng phải sợ luôn. Ăn món gà này tính ra mà Linh kỹ chút đấy là khá giống gà Việt Nam nhá. Gà bởi vì là thời điểm hiện tại nó đang dai dai nên là ăn cũng gặm hơi bất tiện một chút. Bình thường mà nếu mà Linh kỹ một chút thì thịt nó vừa thơm nhưng mà ăn nó dễ hơn. Mình đi làm về nghỉ ngơi tắm ra xong ấy là cũng nấu cơm ăn uống xong là cũng hiện tại cũng đang muộn rồi. Thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy có thích ấy, thì đừng quên để lại cho mình lần like video cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.